Hầm Điện Tử Phường xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Buổi chiều ngày hôm nay thì Phường xin mời các bác hãy trở lại với Trung tâm Điện Tử Phường để trải nghiệm cùng lắng nghe và cùng tiếp cận với những đôi loa Mỹ giá thành rất phù hợp cho các bác đầu tư. Các bác thấy nghe nào Mỹ nó có cái gì đó nó rất là sướng đúng không? Hiện tại thì anh Vương đang chơi cặp loa JBL 115 bass 40 của Mỹ. Hàng được bao zin 100%. Âm sắc của nó cực kỳ trong trẻo và sạch sẽ. Kể cả các bác nghe rất to nhưng không bao giờ cảm giác bị gọi là chối hay bị nhức đầu. Nghe lâu vẫn cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Đó chính là đặc trưng của dòng loa Mỹ. Với mức đầu tư chỉ có 14.500.000 đồng, chúng ta đã có ngay một đôi loa Mỹ Bass 40. Rất hay đúng không các bác? Lời nó cực kỳ sáng và rõ nét. Xin thưa các bác là đôi loa này mới về trong tình trạng cực kỳ đẹp. Thiết kế với một bát 40, một chiếc kèn titan, thùng vỏ gỗ được bọc nỉ rất đẹp mắt và sang trọng. Cái logo thương hiệu của JBL lúc nào nó cũng làm chúng ta say đắm. Ngắm nhìn mãi vẫn cảm thấy vui, vẫn cảm thấy yêu. Giống như kiểu chúng ta được sở hữu một cái gọi là siêu phẩm trong gia đình. Model sản phẩm JBL SF 15 được sản xuất lắp ráp tại Mỹ. Model này lắp ráp tại Mỹ luôn các bác nhá. Hàng mới cứng cửa luôn. Không ạ. Đẹp như mới. Nhà người ta mua bằng ô tô, mua gì mấy cái thứ lẻ lẻ này. Bán bao tiền rồi cái? Bao tiền? Hả? 10.000. Nhà người ta mua bằng ô tô, mua gì mấy cái xe lẻ này. Hay nùn. Giải âm của nó ba giải rất đều, bát cũng tốt, giải trung âm rất sáng và giải chép cực kỳ mịn, rất hay. Thử alo coi nhé. Hôm nay xuống nhà không có chỗ để, nhà mua cả kho chứ không phải mua một cái. Đi 290 456 90 23 456. Tiếng mic của nó cực kỳ sáng sắc. Hay lắm các bạn. Đi 290 456 223 456 90 2. Tiếng sạch của nó rõ lên. Tiếng mic rất hay các bạn. Bây giờ mời các bác hãy chuyển sang đôi loa thứ hai. Đôi loa 112M, nếu bác nào vào phòng nhỏ thì các bác chơi cái dòng này cho em. 112M với cấu hình một bát 30, một chép kèn. Hai con này thì sử dụng củ chép giống nhau. Nó chỉ khác nhau về cái độ to của bát, một con bát 30, con bát 40. Và kích thước của con này cũng khá là gọn. Nếu để mà nói thì con này có lời ca và cái giải gọi là nếu giải lời nó tốt hơn so với 115.
nhưng mà nó kém hơn một chút về giải bát so với 115, nhưng mà lời thì nó chấp 115 một mắt. Đấy. Chấp 115 luôn các bác. Dona này lời rất là hay. Đây bây giờ thử tiếng mic sang cái dòng loa này cái tiếng mic nó lên là luôn, lên hơn 115 luôn. Ở đây 2 90 456 447 90 2 3 456 90. Còn cái bọn B3 này thì không tính. Khi mà đang ngồi gần gọi là JBL thì B3 không tính. B3 chỉ được mỗi cái võ là mồm to và ni đòn. Đấy. Tìm em cô Vĩ cùng được hát trên cặp loa JBL 115 và các bác cùng thưởng thức. Một chiều trên dòng sông Nam, anh gọi em cô gái lành đỏ. Trên đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lành đỏ. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên nữ anh ở bên. Đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng chẳng thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Cù sắn cù quái mối chặt mặn, thương anh rồi nhớ đời. Loa Mỹ nồi thì alo cho em. Hiện tại thì trong video này ngày hôm nay thì em còn về thêm 5 quả xúc Fidex Bát 40. Con này thì thép từ trắng từ 2 con 100, thùng đúc chữ của thương hiệu luôn các bác. Hàng về trong tình trạng cực kỳ đẹp. Đấy, chỉ cần lau chùi vệ sinh đi thì nó đẹp như mới luôn các bác. Không xuất xát tí nào. Đấy, không xuất xát tí nào. Đẹp như mới. Và một đôi xúc của gọi là Ý, đây là xúc của Đức thôi các bác, AC IF. Con này thì màng của nó rất là dày, nếu mà các bác chơi cặp này thì mỹ mãn luôn. Thùng vỏ gọn, bát 50 từ 22 con 100. Với mức đầu tư của cặp này thì nó chỉ rơi vào tầm có 11 triệu thôi các bác. Con này thì đúng là thùng vách đẹp như mới luôn, thùng vỏ gỗ chắc chắn, sạch sẽ. À các bác nhìn thùng nó cứng thế này các bác, mà đẹp mất mượt luôn, như mới luôn. Công suất của nó đạt 500W khởi động, độ nhạy 98 dB, đánh ở trở kháng 8 ohm. Con này thì rơi vào tầm 5.500.000 đồng một quả, rẻ lắm các bạn. Nếu nói về con này thì đúng là em rất thích cái bát của nó xương cong và rất là đẹp, và màng của nó thì cực kỳ đẹp luôn các bạn. Các bác quan sát cái màng này để em quay này. Đấy,
xuất sắc luôn. Chà chà, lấy cái móc móc cái lưới ra nhá. Để móc cái lưới ra cho các bác xem nhé. Con này thì em chỉ cần, các bác chỉ cần nhìn cái lưới này các bác, à nhìn cái mạng bát cái thích ngay các bác. Bởi vì em mua con này em cũng thấy là cảm thấy là rất ưng với con này. Xúc Đức. Đấy. Bãi Đức thùng vỏ gỗ này các bác nhìn này. Gần như là không có một vết chảy xước gì. Xuất sắc từ đầu đến chân luôn. Mà giá thành thì cực kỳ hợp lý. Ok. Đấy, các bác nhìn cái bát này. Nhìn cái bát nó hàng nó xịn là khôn này cơ mà. 3 cân 6. 3 cân 6. Rất đẹp. Xuất sắc luôn. Đánh bát chắc và gọn. Bởi vì là các bác cứ để ý những cái vòng xúc xịn ấy, cái màng của nó sẽ rất là bóng và rất là dày như này. Và cái này thì chịu mưa chịu nước, anh em đi sự kiện thì miễn bàn, khỏi phải lo về cái mưa nắng hay là gì cả. Bền bỉ. Thùng vỏ gỗ. Thùng vỏ gỗ chắc chắn. Mà giá thành em nói thật này, nhiều bác ấy bây giờ này cứ quay ra quay vào đi đi tìm gọi là những cái thùng mới đóng mới, sau đó là mua bát về nắp vào thành xúc, thì em nghĩ rằng là cái đấy thì chơi theo kiểu gọi là phông bạt ngày xưa thôi. Thế còn nếu như mà các bác mua xúc thì các bác cứ tìm hàng bãi, nó cũng không đắt lắm, nhưng mà cái âm sắc nó chuẩn, bởi vì cái cộng hưởng của cái thùng với cái công suất của bát người ta đã tính toán rồi, hãng người ta tính toán hết rồi. Chúng ta chơi chúng ta không phải suy nghĩ đến cái công lực của nó các bạn. Đấy, cho nên là các bác chơi thì cứ tìm xúc bãi mà chơi các bác nhá. Giá thành đầu tư của quả này chỉ có 5.500.000 đồng tại cửa hàng. Giá ship sẽ là 6 triệu. Đấy, còn bác nào mà khéo mua khéo bán bớt cho các bác 1-200 là ok. Con này thì giá của nó cũng khá hợp lý, em vẫn bán con này. Với mức giá là 5.500.000 đồng bao ship. Còn giá tại cửa hàng là 5 triệu, nó rẻ hơn con này khoảng độ 500.000. Đấy, anh em nào đầu tư thì alo cho em. Con này thì thùng vỏ đẹp, cũng như là cái hình thức thiết kế của nó đẹp. Cái chất bát của nó thì đúng là đẳng cấp luôn, từ trắng 220 con 100. Bát 40. Có tất cả là về 6 quả với 2 quả của xúc của Đức. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.